Kính thưa quý vị, Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để tìm kiếm máy bay bị mất tích. Truyền thông nhà nước cho biết, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vào chiều ngày Chủ nhật về vụ việc máy bay Malaysia mất tích trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, chở theo hơn 150 hành khách Trung Quốc. Ông nói rằng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt chú ý đến vụ việc và trực tiếp yêu cầu cơ quan hữu trách tiến hành mọi biện pháp cần thiết để tìm kiếm máy bay. Ông Minh cho biết, Việt Nam đã cử 5 máy bay và 7 tàu cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Những máy bay và tàu khác đang túc trực sẵn sàng để chờ điều đi tìm kiếm. Được biết, Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia đang làm việc 24 giờ một ngày và đã lập sở chỉ huy ở đảo Phú Quốc để chỉ đạo hoạt động tìm kiếm. Bộ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp với các lực lượng của Trung Quốc và các nước khác trong hoạt động tìm kiếm. Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngỏ lời cảm ơn chân thành của chính phủ và nhân dân Trung Quốc vì sự trợ giúp tích cực và kịp thời của Việt Nam, theo truyền thông của nhà nước. Cũng theo nguồn tin này, trước đó vào ngày thứ Bảy, ông Phạm Bình Minh cũng đã gọi điện thoại khẩn cấp cho Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia để chia buồn với chính phủ và nhân dân Malaysia.